Hello, xin chào các bạn yêu quý của Quân. Quân rất vui được làm khách mời ngày hôm nay trong chuyên mục game vui mỗi ngày trên diễn đàn android.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game rất là dễ thương, có tên là Naughty Kitty. kinh quá. Đùa một chút thôi, chúng ta sẽ đến với một tựa game có tên là Naughty Kitty, một tựa game rất là thú vị, rất là dễ thương. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy được là cái trò chơi này thì sẽ rất là phù hợp với những bạn nữ. Các bạn có thể thấy là ngay từ đầu này, khi mà vào đã thấy một con kitty, con mèo nhỏ, nó sẽ cưỡi một cái phi thuyền ở trong cái dòng loading này, nhìn rất là đáng yêu, rất là sáng tạo chứ. Và đây là giao diện chính của game, chúng ta sẽ chỉ có một nút Start to Start thôi, không có nút nào khác cả. Đấy. Đây sẽ là màn đầu tiên, vậy nó sẽ là một bản hướng dẫn. Chúng ta sẽ có một cái phi thuyền và phi thuyền này sẽ chở những cái con mèo, và những cái con mèo này thì nó sẽ được sinh ra ở trong cái ô vuông dưới này. Khi nào mà những cái thanh ô vuông này nó đủ 4 cái thì con mèo sẽ được sinh ra. Tuy nhiên thì sẽ có một cái điều là con mèo ở trên phi thuyền này này nó sẽ bị kiệt sức. Đấy, bắn nó một thời gian thì nó sẽ kiệt sức, các bạn thấy chưa? Đấy, thì nó hết pin rồi thì sẽ thay vào một con mèo khác để cho cái bắn chúng ta sẽ được liên tục. Đấy, trò chơi này thì tuy là một trò chơi bắn phi thuyền rất bình thường thôi, tuy nhiên thì nó lại khá là hay, nó sẽ xây dựng theo kiểu là chống cổng. Đấy, rất là thú vị. Và tất nhiên rồi, khi mà cái phi thuyền này của chúng ta bị bắn thì chúng ta sẽ phải bị mất máu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái con mèo chuyên môn để sửa. Có thể thấy là con mèo này thì nó sẽ làm cái công việc đấy là sửa tàu. Khi mà chúng ta hết máu rồi thì chúng ta sẽ lại dùng cái con mèo này. Cái con mèo này thì nó sẽ xuất hiện random thôi, chứ nó không xuất hiện thứ tự. Đôi lúc có những con mèo mà nó xuất hiện không đúng ý của chúng ta sẽ phải bỏ nó đi, cho nó ra ngoài đường là được. Rất là phú. Và với 3 con mèo cùng một loại ở trên một cái tàu thì nó sẽ biến thành siêu saiyan. Các bạn thấy là trên người nó có cái lửa thật bé này. Khi nó biến thành siêu saiyan thì cái tốc độ bắn này cũng như là cái lượng đam bắn ra cho quân địch thì nó sẽ cao hơn, và như vậy là cái chiến đấu nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, tuy nhiên thì cái độ mệt của những con mèo này nó sẽ nhanh hơn. Đấy, thì kiểu làm việc hết công suất thì phải mệt chứ, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nút phóng lửa ở đây để có thể là giải quyết trong những cái trường hợp cấp bách. Đấy, như là đông quân địch là chúng ta sẽ phóng lửa. Như vậy chúng ta hoàn thành xong một bàn chơi. Và cái trò chơi này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái bàn chơi. Và ngoài ra thì cũng sẽ cung cấp chúng ta rất nhiều những cái con tàu nữa, con phi thuyền. Phi thuyền này chúng ta mới chỉ là phi thuyền lở, thế nên nó mới chỉ có 3 chỗ thôi. Tuy nhiên thì sẽ có những cái phi thuyền xịn hơn thì sẽ có đến 4 chỗ, 5 chỗ. Cái nữa mình quên chưa nói, đó là khi trên phi thuyền nó có 3 con mèo cùng loại thì các bạn thay cho một con, tức là thay thế thay pin cho một con thì chúng ta sẽ thay được cho cả 3 con. Và ngoài những cái phi thuyền rất là nhiều như này ra thì chúng ta còn có rất nhiều những con mèo nữa. Không những là nhiều mèo mà chúng ta lại còn nhiều những cái level để nâng cấp cho những con mèo nữa. Và những cái chú mèo mới này thì các bạn thấy là sẽ có rất là nhiều loại mèo cũng như là rất là nhiều loại thuyền chúng ta lựa chọn. Đây, thuyền này thì có 4 chỗ, các bạn thấy cái thuyền này có 4 chỗ này, được chưa? Thuyền các thuyền sau thì sẽ càng nhiều hơn. Ui, thuyền xịn mà, ui, thuyền xịn thấy được. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có tiền, còn mơ mới đến. Và đây là một trò chơi có đồ họa rất là đẹp, rất là có phong cách Nhật Bản. Các bạn có thể thấy là những cái chú mèo này thì đều có cái ngoại hình tương đối là manga, và những cái hiệu ứng trong chơi này cũng được đầu tư tương đối là tốt. Nó không quá là xuất sắc nhưng mà mình cho như thế là rất là ổn rồi, bởi vì trò chơi này đánh vào một cái thị hiếu, đó là nó phải dễ thương và dễ chơi. Thì trò chơi này thì nó cũng tương đối là dễ chơi, không có gì cả. Chúng ta chỉ việc cố gắng là sao chọn được một cái đội hình sao cho phù hợp để có thể là bắn chống lại quân địch đang tiến đến rất là nguy hiểm đấy. Các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bàn chơi này, và có thể nói là nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì về sau mọi chuyện sẽ rõ. Và như vậy là chúng ta đã vừa cùng tìm hiểu một trò chơi rất thú vị có tên là Naughty Kitty, một trò chơi mà chúng ta sẽ sử dụng những cái phi thuyền chứa những biệt đội mèo để có thể tấn công và chống lại kẻ địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhờ thứ hai thì đừng quên like và share để chia sẻ với bạn bè. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.